Có cái lỗi là em nghĩ là trong số các bạn đây có khi là các bạn cũng được gặp các thầy cô thường xuyên hơn. Em thì lâu lắm rồi không được gặp các cô và các bạn. Rất là nhiều cảm xúc, như lúc nãy bạn Thu Ba nói hết nữa rồi. Chắc là bạn đi ăn trộm hết ý của em. Thế là không biết nói thế nào nữa thì em cũng xin chúc các cô rất là ý nghĩa là gặp mặt vào những dịp 20 tháng 11. Chúc các cô luôn mạnh khỏe, mọi sự may mắn với các cô và gia đình ạ. Em thì